Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc, nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào đã cùng nhau xây đắp nên mối tình hữu nghị có 102, trở thành mối quan hệ quốc tế mẫu mực thủy chung, mãi vững bền như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Trung tướng Vông Khăm Phôm Mạ Con, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam. Hội chợ triển lãm là một trong những hoạt động chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp quân đội Việt Nam nói riêng có thêm cơ hội giao lưu, tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Lào, doanh nghiệp quân đội Lào và doanh nghiệp các nước ASEAN. Hội chợ triển lãm chia thành 6 khu vực chính gồm khu triển lãm chung, khu triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị doanh nghiệp quân đội, khu triển lãm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghệ, phục vụ quốc phòng và dân sinh của các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Khu giới thiệu quảng bá hình ảnh sản phẩm của các trung tâm xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ các tỉnh thành Việt Nam và Lào, khu hội chợ hàng tiêu dùng nông sản, thực phẩm, khu sân khấu vui chơi giải trí và không gian văn hóa. Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hai nước sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ đối tác truyền thống, đồng thời tăng cường sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử cách mạng và thắt chặt thêm mối đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt Nam-Lào.